Mến chào quý vị cùng đến với bản tin của kênh Thời sự 24 giờ HD, nơi cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất trong ngày. Và sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngân hàng OCB siết nợ hơn 2.000 lô đất của công ty Đại Nam và bà Nguyễn Phương Hằng. Quý vị thân mến, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB nhận hơn 2.000 lô đất của công ty Đại Nam và bà Phương Hằng để thay thế nghĩa vụ trả nợ. Phía OCB đã nhận khoảng hơn 2.000 lô đất tại khu dân cư Đại Nam tại Bình Phước và Bình Dương để thay thế nghĩa vụ trả nợ của bà Nguyễn Phương Hằng và một số doanh nghiệp có liên quan trước khi bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, CEO công ty cổ phần Đại Nam, là nhân vật gây nổi sóng mạng xã hội, khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khối tài sản khủng với kim cương tính bằng ký, sổ đỏ tính bằng cân. Cơ nghiệp của bà Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, tức đại gia Dũng Lò Vôi, gắn với công ty cổ phần Đại Nam. Ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Đại Nam Group là xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch. Do đó, bất động sản mà bà Phương Hằng sở hữu cũng siêu khủng. Đầu tiên, phải kể đến khu du lịch Đại Nam. Khu du lịch Lạc Cảnh Văn Hiến Đại Nam có diện tích khoảng 450 ha, kinh phí xây dựng lên tới 6.000 tỷ đồng. Bên trong khu du lịch là nhiều công trình danh lam thắng cảnh, hàng trăm trò chơi thú vị, trường đua ngựa Đại Nam, ước tính nguồn vốn đầu tư cho dự án này khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, Đại Nam còn được biết đến là chủ đầu tư của các dự án như khu đô thị dịch vụ thương mại Sóng Thần, khu dân cư Đại Nam Bình Phước, khu dân cư Tân An 2, khu dân cư Đại Nam Bình Dương. Trong đó, dự án khu nhà ở Đại Nam Bình Dương tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, vị trí đắc địa số 1 tại tỉnh Bình Dương, siêu dự án với quy mô lên đến 105 ha. Còn dự án khu dân cư Đại Nam Bình Phước ở tỉnh Bình Phước có tổng diện tích đến 96,7 ha với 2.459 lô nhà phố liền kề và biệt thự cùng khu nhà ở xã hội. Đây là dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Khai thuộc Đại Nam Group làm chủ đầu tư, tọa lạc tại mặt tiền đường quốc lộ 13, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Năm 2018, dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Theo quyết định số 1094, khu dân cư Đại Nam có tổng diện tích 96,7 ha, quy mô dân số 12.000 người, bao gồm 2.459 căn nhà phố và biệt thự, 4 trường mẫu giáo, 1 trường tiểu học, 1 trung tâm thương mại, diện tích còn lại là các hạng mục đường giao thông, công viên cây xanh và công trình công cộng. Đáng chú ý, bà Hằng và một số doanh nghiệp liên quan đã dùng hơn 2.000 lô đất tại hai siêu dự án này để thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB. Theo văn bản số 87/2022/BCHDQT của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông báo cáo tình hình quản trị công ty trong 6 tháng đầu năm 2022, nhà băng này đã ban hành hai nghị quyết về việc nhận tài sản đảm bảo là lô đất tại dự án khu dân cư Đại Nam Bình Phước và khu dân cư Đại Nam Bình Dương để thay thế nghĩa vụ trả nợ của bà Phương Hằng và một số doanh nghiệp. Cụ thể, nghị quyết số 36/2022/NQ-HDQT về việc nhận tài sản đảm bảo là 963 lô đất thuộc khu dân cư Đại Nam, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để thay thế nghĩa vụ trả nợ của khách hàng là công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng gia Tân Định, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại và xây dựng Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng tại Ngân hàng OCB Bình Dương, nêu tại tờ số 281/2022/TT-TGD ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Tổng Giám đốc. Nghị quyết số 37/2022/NQ-HDQT của OCB có nội dung liên quan đến việc nhận tài sản đảm bảo là 1.104 lô đất thuộc khu dân cư Đại Nam, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để thay thế nghĩa vụ trả nợ của khách hàng, công ty Đại Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng gia Tân Định, công ty cổ phần Glove Đại Nam, công ty cổ phần Glove Hằng Hữu, công ty Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng tại OCB Bình Dương, nêu tại tờ trình số 282/2022/TT-TGD ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Tổng Giám đốc. Đây đều là những doanh nghiệp có liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, công ty cổ phần Glove Đại Nam được thành lập vào năm 2020, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát,
là doanh nghiệp chuyên cung cấp găng tay y tế Nitro với số vốn đầu tư cho dự án này lên đến 1 tỷ đô la Mỹ. Nhà máy của ông bà chủ Đại Nam có tên gọi Glover Đại Nam, trực thuộc hai công ty là công ty cổ phần Glover Đại Nam và công ty cổ phần Glover Hằng Hữu, được xây dựng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 thuộc trung tâm tỉnh Bình Dương. Theo thông tin trên website của Glover Đại Nam, nhà máy có công suất đạt 36,8 triệu thùng mỗi năm, trong đó chủ lực là găng tay Nitro được làm từ cao su tổng hợp Acinitrolitro Butadiene. Theo ông Dũng chia sẻ, nhà máy được xây dựng với quy mô trước mắt khoảng 30 dây chuyền sản xuất. Hoàng gia Tân Định có trụ sở tại phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cũng là một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông bà chủ Đại Nam. Hiện người đại diện pháp luật của công ty này là ông Huỳnh Uy Dũng, còn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Đại Nam được thành lập vào tháng 4 năm 2010, có ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà không để ở. Cập nhật đến ngày 1 tháng 6 năm 2020, công ty có vốn điều lệ 45 tỷ đồng, trong đó ông Huỳnh Uy Dũng sở hữu 99,994,4% vốn. Trở lại với khoản nợ của công ty Đại Nam, trước đó tại đại hội cổ đông thường niên, Tổng Giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng thông tin tổng dư nợ nhà băng này cho Đại Nam vay là trên 1.000 tỷ đồng. Nhiều người cứ nghĩ Đại Nam là doanh nghiệp địa ốc, nhưng thực chất họ hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm dịch vụ khu công nghiệp, sản xuất găng tay. Ông Tùng cho biết, cũng theo Tổng Giám đốc OCB, ngân hàng không cho vay liên quan đến khu giải trí Đại Nam mà cấp vốn cho nhà máy sản xuất găng tay xuất sang Mỹ. Được biết, ngay sau sự việc của bà Phương Hằng, ngày 22 tháng 4, phía Đại Nam cũng hoàn trả 450 tỷ đồng cho OCB. Mối nguy lớn từ hàng loạt tập đoàn bất động sản sổ khám. Thưa quý vị và các bạn, sau khi lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt, khiến ngành ngân hàng và thị trường tài chính có những chao đảo nhất định. Sóng gió có thể được xem như tạm lắng khi ngân hàng nhà nước vào cuộc, nhưng những cơn sóng ngầm vẫn chưa chấm dứt. Nếu không cẩn thận, có thể biến thành sóng thần, tạo nên những cơn địa chấn rất lớn. Rõ ràng, những nghi ngại xoay quanh sự vững chắc của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam nói chung và việc có hay không sự phá sản của SCB nói riêng là thừa. Vì cần thấy rằng, từ trước đến nay, ngân hàng nhà nước luôn cố gắng đảm bảo ở mức cao nhất quyền lợi của người gửi tiền tại các ngân hàng thương mại cổ phần, ngay cả trong giai đoạn trong và sau khủng hoảng kinh tế năm 2008, cũng chưa có ngân hàng nào phải đi đến bước phá sản mà đều được mua lại với giá không đồng để tái cơ cấu. Nhưng cũng có những vấn đề rất đáng lo ngại, đó là nguy cơ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp mà trường hợp của Tân Hoàng Minh hồi đầu năm hay mới đây Tập đoàn Đầu tư An Đông là những doanh nghiệp có nguy cơ như thế. Theo báo cáo trước đó, Tập đoàn Đầu tư An Đông hiện có 3 lô trái phiếu đã phát hành với tổng giá trị lên gần 25.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 5 năm, gồm 2 lô trái phiếu được phát hành vào tháng 9 năm 2018, đáo hạn ngày 10 tháng 9 năm 2023, với tổng giá trị phát hành gần 15.000 tỷ đồng. Đến tháng 1 năm 2019, Tập đoàn Đầu tư An Đông phát hành một lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng và đáo hạn vào ngày 22 tháng 1 năm 2024. Vấn đề đáng nói, với số tiền huy động trái phiếu không hề nhỏ, doanh nghiệp lại rơi vào cảnh làm ăn thất bát thua lỗ. Năm 2018, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ vỏn vẹn 155 tỷ đồng. Năm 2019, con số này chỉ còn 37 tỷ đồng. Và đến 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp thua lỗ gần 23 tỷ đồng. Những thông tin trên cho thấy tình hình làm ăn ngày càng đi xuống của Tập đoàn Đầu tư An Đông. Như vậy cũng như Tân Hoàng Minh và có thể là nhiều doanh nghiệp khác, doanh nghiệp liên quan đến Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng không hiệu quả, thậm chí không đúng mục đích số tiền thu được từ phát hành trái phiếu. Và do đó, sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất khả năng thanh toán khi những khối lượng lớn trái phiếu lần lượt đáo hạn. Nhìn rộng ra toàn nền kinh tế, với khối lượng trái phiếu đáo hạn năm 2023 và 2024 cao hơn nhiều lần năm 2022, thì nguy cơ ấy càng trở nên rõ nét. Như vậy cũng như Tân Hoàng Minh và có thể là nhiều doanh nghiệp khác, doanh nghiệp liên quan đến Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng không hiệu quả, thậm chí không đúng mục đích số tiền thu được từ phát hành trái phiếu, và do đó sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất khả năng thanh toán khi những khối lượng lớn trái phiếu lần lượt đáo hạn. Nhìn rộng ra toàn nền kinh tế, với khối lượng trái phiếu đáo hạn năm 2023 và 2024 cao hơn nhiều lần năm 2022, thì nguy cơ ấy càng trở nên rõ nét. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.